nhiều lần mình xem thì các bạn thấy các bạn lắp đặt cái banner xe máy đúng rồi, nhưng các bạn sử dụng cái xe máy thì mình thấy một số bạn đã sử dụng sai. Hôm nay bên mình sẽ làm clip để cách nâng xe máy cho nó chuẩn nhất nhé. Ví dụ các bạn mà nâng sai ấy, thì là cái tỷ lệ đổ của xe khi nâng lên rất là cao. Thì cái bên xe máy này ấy, thì bên mình ấy, cái bên xe máy bên mình thì mình sẽ giới thiệu qua bên xe máy bên mình. Bên xe máy bên mình thì là dùng nguyên lý là khí thổi, khí đẩy thủy lực để nâng bê tông. Thì mình cái áp lực khí để sử dụng là từ 6 đến 8 cân. Và dây khí để sử dụng của nó chỉ khoảng là dây 10 là được. Tầm dây 10 là được. Và cái mặt bàn của bên xe máy bên mình ấy thì là nó có khóa nhá. Khóa chân trống, nó khóa ở bên trái, nó khóa chân trống giữa nhé, chứ không phải là khóa chân trống phụ đâu. Đây các bạn để vào khóa đây thử. Đây là khóa này, mặt bàn của mình thì khá là dày nên các bạn không sợ phải cong vênh do thời gian sử dụng. Và cái bê xe máy mình có thể xoay được vòng tròn nhé, chứ không phải là cố định một vị trí. Thì các bạn để nâng một cái xe máy đúng cách ấy, thì các bạn sẽ là nâng ở chân trống giữa. Đây, để cho nó gọn mà. Các bạn nâng thì để làm sao ấy, cái chân trống này, các bạn để cái chân trống của xe nhé. Thì nó có một bên có cái đấy để mình giáp để mình nâng ấy, thì cái đấy nó sẽ nằm ở bên phải. Đây. Cái này cái giáp để trợ lực để nâng lên ấy, thì nó lại sẽ nằm bên phải, mình sẽ khóa ở trên bên kia. Đấy, như mình là mình như bên mình là để như này cho sử dụng này. Sau đấy các bạn vừa để cái xe máy trước cái be để cái xe máy trước cái mặt bàn và các bạn lùi lại. Đang lùi lại và các bạn căn. Khoảng tầm một tí nhá. Các bạn lưu ý là bánh sẽ nằm trên cái mặt bàn một tí và các bạn sẽ đạp trên trống giữa. Nhớ lên như bình thường thôi. Đây như này. Các bạn. Giờ trong B các bạn sẽ chỉnh sang bên này một tí. Đẩy sang nhẹ là nó sang thôi. Đấy. Bạn kéo hết chỗ này. Rồi. Không còn cái khóa này nhá. Còn này. Mình sẽ cho khóa vào đây. Đây là mình cho khóa vào chân rồi này. Vào chân bên phải nhé. Mình ủ sang một tí nữa. Để cho nó vào khóa. Như này là nó đã vào khóa này. Đây, như này đã vào khóa các bạn. Như này đã vào khóa nhé. Vào khóa thì các bạn nâng xe cho nó an toàn. Thì lúc bạn nâng xe thường thì mình sẽ để khoảng cách từ đến bình dầu cho đến cái này nó mình chỉ khoảng 2 mét. Thì qua lúc bạn nâng các bạn có thể để tốt nhất các bạn nên nghỉ lại. Đây, các bạn nâng lên bình thường. Và bây giờ các bạn khi bạn đã vào cái trạng thái nâng này, trạng thái khóa đấy, các bạn thì có thể thoải mái rửa bánh trước, bánh sau và các bạn rửa có thể nâng lên được và chống xuống thoải mái. Xoay 360 độ. Thì các bạn phải rửa bánh sau. Có khóa thì các bạn dùng khá là yên tâm. Xoay nữa. Xoay cầu cho. Các bạn có thể xoay 360 độ được luôn. Tùy các bạn muốn để vị trí nào. Và các bạn nếu quan tâm đến sản phẩm bên mình thì có thể liên hệ số điện thoại ở dưới video hoặc là vào trang web tahico.vn để biết thêm chi tiết nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.